Chào các bác nhé, hôm nay em test cái máy bơm nước chạy bằng pin 18V của Zilby. Mới test xong chạy rất là khỏe. Nói chung là mình bơm có khi mình rửa xe được ạ. Cái này là cái pin của nó trong này. Cắm pin. Đây là mình chụp vào để nó sợ nước nó bắn vào. Đây là cái chậu nước, cái máy này nó sẽ tự hút. Dây ra, đầu ra. Đầu này là đầu hút, cho hút nước ở đây nhá. Okay. Đây là cái đầu nó phua nó bơm ra. Đây là công tắc của nó. Về cái máy thì mình cứ vui lòng liên hệ số điện thoại cửa hàng là 0922 400 500. Này thì ví dụ nhà các bác nào bị ngập ấy, mình cũng bỏ ra mình bơm được luôn. Nói chung là tát nước được. Cái này nó có thể đẩy được 13 mét thì phải. Đây là cái thông số của nó đấy. Bác nào các bác có gì thì mình cứ tra mã nha.
Một cái máy thì nó gồm theo một sợi, hai sợi dây, một sợi dây hút và một sợi dây bơm. Cái sợi dây của nó thì chắc nó cỡ dài khoảng được 2 mét thì phải, mét mấy gì đó. Sợi dây của nó thì cỡ hơn mét gì đó, hơn mét này. Nó sẽ gồm một hai sợi, một sợi hút và một sợi bơm. Giá của cái thân máy này là 1 triệu các bác nhá. Bác nào lấy hàng đẹp, hàng tuyển thì giá của nó cao hơn vài trăm. Còn nếu dụ hàng bình thường thôi, nó cũng không phải là xấu, không phải là bể vỡ nát sứt mẹ gì, thì giá của nó khoảng 1 triệu các bác ạ. Còn các bác muốn lựa hàng tuyển, hàng chưa xài thì giá của nó sẽ cao. Còn các bác giống như cái con này, em cũng chưa vệ sinh, nói chung là lau chùi đi thì nó cũng đẹp. Nó cũng không bị sứt mẻ gì, chưa bị sơ sát gì. Thì giá của nó có 1 triệu đồng một cái thân máy thôi. Giá cái nào, cái 1 triệu là cái thân máy, chưa có bao gồm pin sạc nhé. Bác nào có pin có sạc rồi thì mình bỏ ra 1 triệu các bác mua cái máy, thân máy này về làm bơm. Còn bác nào chưa có thì các bác mua, phải mua thêm một cục pin và một cục sạc nữa. Cái giá của nó thì nó phải cỡ tầm 1,8-2 triệu. Cái thân máy 1 triệu, cái cục pin 500, cục sạc 300 thì nó cũng phải mất 1,8 triệu. Còn các bác lấy cục pin 5 chấm nữa thì giá nó lại phải cao hơn, nó lại trên 2 triệu. Còn các bác đã có pin sạc rồi ấy, thì mình mua cái thân máy 1 triệu thôi. Thì các bác cứ vui lòng liên hệ số điện thoại cửa hàng 0922 400 500. Và em xin chào và hẹn gặp lại.